sao U20 Nguyễn Văn Trường, từ cậu bé giỏi toán đến tiền vệ chuyên lập siêu phẩm. Tại giải U20 châu Á 2023, huấn luyện viên U20 Qatar thừa nhận có nằm mơ ông cũng chẳng nghĩ Văn Trường ở phút 88 lại có thể đánh đầu ngược thành bàn cho U20 Việt Nam ở một vị trí khó đến như thế. Tại giải U19 quốc gia 2022, cả đối thủ và chính các đồng đội cũng chẳng nghĩ, đúng phút 90 trận chung kết, Văn Trường lại có thể tung cú sút từ giữa sân thành bàn, đưa đội U19 Hà Nội giành chức vô địch. Gọi Văn Trường là cầu thủ chuyên tạo ra khác biệt bằng những siêu phẩm ở cuối trận đấu cũng chẳng sai. Một tuổi đã ôm khư khư trái bóng vào lòng. Một năm qua, khán giả được chứng kiến bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Nguyễn Văn Trường. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 ở Uzbekistan, Văn Trường là cầu thủ trẻ tuổi nhất của đội U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Gong Oh-kyun. Vị chiến lược gia Hàn Quốc khi đó chỉ mất 5 phút để theo dõi anh và Văn Khang thi đấu qua video trước khi chọn cả hai lên tập trung đội U23. Ở cả 4 trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, Văn Trường đều ra sân thi đấu. Nhớ lại khoảnh khắc con trai được triệu tập lên đội U23 Việt Nam, bà Đàm Thị Thùy, mẹ của Văn Trường hồ hởi, hôm đó Trường được nghỉ sau giải U19 quốc gia. Nên cả nhà đang chuẩn bị làm cơm liên hoan. Đến tầm 9 giờ sáng, tôi đang nhặt rau thì con chạy ra khoe được thầy gọi lên U23 rồi. Cả nhà phấn khởi lắm. Bước ngoặt ấy đến từ một pha dứt điểm để đời của Văn Trường. Tại trận chung kết U19 quốc gia giữa U19 Hà Nội và U19 Viettel. Khi trận đấu đang có tỷ số 1-1 và ở phút 89, tiền vệ quê Hưng Yên đã tung cú sút ở khoảng cách lên đến 50m, đưa bóng vượt qua cả thủ môn Huy Hoàng để ấn định tỷ số 2-1 cho đội nhà. Đến bây giờ, đôi giày đã giúp Văn Trường thực hiện siêu phẩm mở ra một chương mới trong cuộc đời ấy, vẫn được bố của anh, ông Nguyễn Văn Trình đặt ở một địa điểm tự hào nhất trong nhà là phòng khách. Hồi Trường hơn một tuổi đã thích cầm quả bóng rồi. 3 tuổi sang đá bóng với chú hàng xóm, nhiều lúc bị bóng bay vào mặt đấy nhưng không chịu dừng lại. Đến khi bắt đầu đi học thì hay trốn bố mẹ ra sân trống gần nhà. Bố mẹ mắng vẫn cứ trốn đi đá bóng thôi, ông Nguyễn Văn Trình tâm sự. Cuối cấp 1, Văn Trường thi đấu giải học đường của tỉnh Hưng Yên. Chỉ sau 2 trận, cậu bé với vóc dáng nhỏ con lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên đội nhi đồng của tỉnh. Tiếp đến, nhà trường lại gửi công văn đến tận nhà xin gia đình cho Văn Trường lên tập thử ở đội bóng nhi đồng của thành phố Hưng Yên. Cuộc sống nội trú cách nhà 40 cây số đôi khi khiến anh cảm thấy mệt mỏi hay nhớ nhà. Nhưng cứ khi nào bố mẹ hỏi anh có muốn về nhà, nghỉ bóng đá hay không thì Trường lại lắc đầu dứt khoát. Con không ở nhà đâu, con đi. Văn Trường học rất tốt môn toán. Bố mẹ Trường vẫn tự hào rằng con mình có tư duy tốt và tiếp thu nhanh. Nhờ thế mà ngoài môn học liên quan đến số liệu, cậu út trong gia đình 3 chị em cũng rất giỏi trong môn cờ tướng. Thậm chí, dù còn nhỏ tuổi, Văn Trường còn thắng cả các chú, các bác trong làng. Vậy nên bố mẹ Trường cũng băn khoăn trong việc cho anh theo nghiệp bóng đá. Nhưng sự quyết tâm và nhất quán của con trai đã thuyết phục được các vị phụ huynh. Con không ở nhà đâu. Con đi, Trường quyết đoán như vậy. Khi ở tuổi thiếu niên, Văn Trường chuyển ra Mỹ Đình để ăn tập. Đó cũng là giai đoạn quan trọng quyết định sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 2003, khi đội U19, U21 của Hà Nội Fan Club thực hiện những cuộc tuyển chọn gắt gao. Đợt đó, trong 7-8 bạn giới thiệu lên Mỹ Đình chỉ có 2-3 bạn được thôi, ông Nguyễn Văn Trình kể lại. Bước ra khỏi phòng, nhiều người khóc méo. Nhiều người động viên nhau rằng thôi thì để cho các em học nốt. Đến 18 tuổi có cái bằng thì về địa phương làm việc hoặc nhập ngũ. Lúc ý tôi cũng sốt ruột. May là Trường được các thầy chấm. Hành trình sau đó với Văn Trường là những ngày tháng tập luyện cận chuyên nghiệp, từ cấp độ U19 đến U21 của Hà Nội Fan Club. Sau bàn thắng đẹp mắt cho U19 Hà Nội ở giải U19 quốc gia là những trận đấu thử lửa tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Sau 4 trận đấu đầu tiên ở cấp độ châu Á ấy, Văn Trường ngày càng chững chạc. Cách mà Văn Trường thể hiện mình ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 trong màu áo U20 Việt Nam khiến người hâm mộ tin tưởng về một tài năng hứa hẹn cho bóng đá nước nhà. Bây giờ, anh cùng 3 đồng đội khác của U20 Việt Nam được đôn lên đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32 và biết đâu đấy.
Văn Trường lại được thầy Trucy chọn lên đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.